Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món đậu hũ chiên sả ớt rất là ngon nha các bạn. Rất là thơm, ngon. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình một ít đậu hũ trắng. Đậu hũ trắng các bạn cắt thành khúc nhỏ vừa ăn nha các bạn. Tiếp theo là sả. Sả thì mình sẽ chia làm hai phần. Một phần thì mình sẽ sắc sợi và một phần mình sẽ băm nhỏ nha. Một số nguyên liệu khác gồm có tỏi, ớt. Ở đây là ớt khô cũng được nha các bạn. Và ớt tươi và một ít bột nghệ nha các bạn. Một số gia vị khác như có muối, hạt nêm, clo, đường. Bây giờ mình sẽ chiên đậu hũ nha các bạn. Mình sẽ cho dầu vào chảo, mình đợi cho dầu sôi. Mình sẽ thả đậu hũ vào mình chiên nha. Các bạn lưu ý là mình sẽ chiên cho đậu hũ nó vàng đều hai mặt nha các bạn. Phần đậu của chúng mình đã vàng rồi các bạn nè. Mình sẽ kiểm tra nha, hai mặt của đậu hũ đã vàng đều rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra dĩa nha các bạn. Phần đậu hũ mình đã vớt ra dĩa nè các bạn. Nhìn rất là vàng và ngon nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cái chảo cũ và mình gạt bớt dầu ra ngoài nha. Mình sẽ để trong chảo một lượng dầu vừa đủ nha các bạn. Mình sẽ cho phần tỏi băm vào. Sau đó mình sẽ cho sả băm và cho sả vào nha các bạn. Mình sẽ xào cho phần sả này nó xanh và nó vàng lên nha các bạn. Phần sả của chúng mình sau khi đã vàng rồi các bạn, vàng và tóp lại rồi, mình sẽ cho nhỏ nữa nha các bạn. Mình sẽ cho đậu hũ vào và mình nêm vào đây ớt bột nha các bạn. Mình cho ớt bột vào và tiếp theo đó là nghệ, bột nghệ và ớt tươi nha các bạn. Mình ăn nhiều thì mình nên cho nhiều nhé. Mình sẽ cho vào đây một thìa muối nhỏ, một thìa hạt nêm clo và nửa thìa đường nha các bạn. Mình sẽ rải đều lên nha các bạn, rắc đều lên bề mặt đậu hũ nha. Và bây giờ mình sẽ đảo cho phần cho đều lên để cho phần đậu hũ nó được thấm đều á, gia vị. Mình sẽ dùng cái xỉa để mình xúc cho nó đều lên các bạn. Các bạn lưu ý là lúc này mình sẽ cho nửa nhỏ nhỏ thôi nha các bạn. Các bạn không nên cho to quá nó sẽ bị cháy. Mình đã xúc và mình nấu khoảng, để trên bếp mình nấu với nửa nhỏ khoảng 3 phút các bạn, để cho phần đậu hũ của mình nó thấm gia vị. Các bạn nhìn có ngon và hấp dẫn đúng không ạ? Và lúc này thì mình sẽ liên tục lật mặt đậu hũ cho nó thấm đều nha. Nhìn rất là ngon nha các bạn. Phần sả chúng mình vừa vàng tới, vàng và giòn nha các bạn. Rất là ngon luôn. Và mình đã múc ra dĩa nè các bạn. Các bạn nhìn thấy ngon không ạ? Mình ăn thử miếng đậu hũ rất là đậm đà nha các bạn. Đậm đà, mặn mặn mà hơi ngọt ngọt. Mà nó có vị giòn của đậu hũ, vị giòn của sả. Cùng với một ít tỏi nữa, rất là thơm lòng. Và rất là ngon nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.